Em cũng siêu con này, con đừng có manh động này, cái đuôi nó cũng buông gãy được không? Không có gãy nhưng mà nó kiểu xéo nó qua một bên à? Con này được rồi. Em chữa được chim luôn hả? Ừ, cũng tùy bệnh trẻ, có những bệnh thì